Vâng, em xin chào cả nhà nhé. Chào tất cả các anh chị em yêu Lan trên toàn quốc. Hôm nay là ngày 25 tháng 11. Đấy. Thì hôm nay thì tại vườn của bọn em đây, chỗ vườn đây bạn em là Tuân, Hồng Anh này. Đấy, đây là vườn này là mới chuẩn bị vào khai trương nhé cả nhà nhé. Thì hôm nay là có hai cô chú ở trên, hai anh chị ở trên Hải Dương nhỉ? Hải Dương. Đây, vâng. Anh tên là gì nhỉ? Anh tên là Cường. Anh Cường à? À. Vâng. Anh ở đâu nhỉ? Ở phường Nghị Châu. Nghị Châu à? Nghị Châu. Nghị Châu, vâng. Thành phố Hải Dương, vâng. Thì hôm nay là anh ấy xuống đây thì là có chia sẻ cho anh ấy hai cái kia này để về làm giống này. Đấy, trước khi vào cái kia này thì cho anh em ngắm chậu lam cánh trắng bạch tuyết nhá, sắp sửa anh em được ngắm hoa rồi. À, đang có lụ rồi. Đấy, lụ cho này. Sờ ké cái. Lụ rất là phê pha luôn cả nhà nhá, rất đẹp. Cái chậu này đang hiện tại thì cái chậu này có thể nói là đang to nhất nhì ở Việt Nam. Đấy, tổng số là khoảng 30 đầu, hơn 30 đầu nhá. Mầm lỡ mầm lung này. Và đang có nụ và nói chung là cả lụ cả ki. Em phải đứng xa xa, cái chậu này nó to lắm cả nhà. Chậu này thì em quay mấy lần rồi. Đấy. Thì hôm nay là em cũng sẽ đăng bán luôn một cái ki Hồng Hoàng Sa của em nhá. Đấy, cho đại gia nào thích sở hữu em Hồng Hoàng Sa. Rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Đấy, đây con sóc Lào này. Đây là đầu tiên là một cái ki lá kẻ tâm sen vàng này. Đấy. Cái tâm sen vàng này là anh chị ấy mua của em rất lâu ấy, em phải gửi em thì hôm nay bắt đầu mới có chứ không còn đâu nhá. Còn em cái ki này cuối cùng của năm nay rồi cho nên là anh em cũng đừng hỏi em nữa. Đấy, ki ấm chậu rồi. Một cái ki tâm sen vàng như tại một cái thời điểm như thế này nhá, và với cái chiều dài và độ đẹp như thế này thì cái ki này sẽ không có giá dưới 20 triệu nhá, không có giá dưới 20 triệu và sang năm là tâm sen vàng nó cũng sẽ lên giá cả nhà nhá. Nhưng mà giá nó sẽ không lên được như kiểu va vấp đâu. Đấy, nó không phải như kiểu bảo duy có thứ đâu, nó lên nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà rất đáng để chơi vì tâm sen vàng là cái tên nó cũng rất là đẹp. Đấy, giao cho anh này, anh giao chị nhá, một cây tâm sen vàng. Đấy. Và đây là một cái cây hồng yên thủy. Hồng yên thủy. Đấy, cây này thì cũng rất là đẹp. Cây này đang bắn hai mầm lỡ này, rễ đã xuống chậu này. Đấy, và hiện tại sắp tới là hai cái mầm lỡ này nó sẽ phình lên nhá, nó sẽ phình lên và sang năm sẽ ăn khoảng tầm 4 cái mầm gốc. Cái hồng yên thủy rất là đẹp. Rất là phê luôn. Đây, cái dao cho anh, hơi lặng nha anh nhá. Vâng. Đấy. Đấy, anh cứ đặt xuống đây. Đấy, trong ngày hôm nay thì em sẽ xuất ra một cái ki Hồng Hoàng Sa. Hồng Hoàng Sa thì rất nhiều anh em ở trên YouTube thì cũng đã biết đến em nó rồi. Đấy, cái ki này của em thì nó được khoảng gần 20 sen nhá và đã thắt ngọn rồi. Thắt ngọn xuống lá nhá. Thắt ngọn xuống lá rồi và đang một số mắt là đang lấm chấm, là đang hơi sưng sưng. Và đặc biệt là dưới này nó ăn 3 mầm gốc, rất là đẹp. 3 mầm gốc thì đang có con thì đang vẫn đang đi ngọn nhá, và có con thì đang vào thắt ngọn, và sau khi nó thắt ngọn thì nó sẽ phình thân ra nhá, nó sẽ phình thân như kiểu viên bi ấy. Thì sang năm cái chậu này nó sẽ phải được khoảng rất nhiều cái mầm gốc. Đấy. Và ki trên thân này đốt rất là ngắn, rất nhiều mắt. Thì giá của Hồng Hoàng Sa, một ki Hồng Hoàng Sa sang năm ấy là giá của nó sẽ không dưới 200 triệu một ki cả nhà nhá. Đấy, một cái ki con đấy, ki 51 ạ. Đây, cho các bác xem cái mặt bông Hồng Hoàng Sa này. Đấy, để đằng sau cây bạch tuyết nhá. Cái hoa này thời điểm nó nở em có clip em quay cho anh em tất cả trên toàn quốc xem trực tiếp rồi. Quay xem khi hoa nở trực tiếp tất cả các góc độ rồi. Rất đẹp, rất phê cả nhà nhá, mũi này. Nói chung là Hồng Hoàng Sa ra đời nói chung là em thấy nó chẳng thua kém cái bông hồng nào trên thị trường này cả. Mà đặc biệt con này là dòng lá nhựa cả nhá, lá nhựa. Rất đẹp. Đấy, thì cái ki Hồng Hoàng Sa này em sẽ xuất ra với cái giá là 888 triệu nhá. 888 triệu. Nó phải được ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nó khoảng tầm 12, 11, 12 cái mắt, 12 cái mắt ki nhá. Đang có một số mắt đang lấm chấm, đang đây là đang sưng sưng này. Đấy, đang sưng ki rồi.
nếu vào miền Nam ấm là có thể lên ki luôn nhá. Và ba mầm gốc cực đẹp luôn, có mầm thì vẫn đang mở lá đi ngọn, lá nhựa rất là dày. Đấy. Còn giá của một ki nhỏ sang năm ấy là rẻ là trên 200 triệu một ki nhá. Còn con này của em là nó gần 20 sen rồi và ba mầm gốc luôn, sang năm chậu này sẽ ăn được rất nhiều mầm gốc. Đấy. $888 triệu nhé cho cái kia hồng hoàng sa này. Một lần nữa anh em ngắm lại chậu lam kính trắng bạch tuyết này, chuẩn bị anh em sẽ được ngắm hoa của bạch tuyết nhé, cực phê luôn cả nhà. Tất cả là 30 cái mầm lỡ này to nhỏ. Rồi, ok, em xin xuống like đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà luôn luôn sưu tầm được cái mặt hoa đẹp cho khuôn viên đình mình nhá. Còn cái kỳ hồng hoàng sa đó, bác nào muốn sưu tầm thì nhanh tay alo cho em nhá, bởi vì giống của nó rất là ít. Còn sang năm thì Phi Điệp Cát Bà vẫn, nói chung là vẫn vẫn được độc quyền cung cấp những giống kỳ hồng hoàng sa ra thị trường nhá. Rồi, em xin cảm ơn ạ.